Xin chào các bạn, hôm nay Góc Khám Phá Nam Trung Bộ sẽ khám phá quán bia hơi Hà Nội. Bia hơi Hà Nội gốc ở thành phố Nha Trang mình, ở đường 28 Phước Long nha các bạn. Đây, bia hơi gà Hà Nội nha. Giới thiệu với các bạn, đây chính là ly bia hơi Hà Nội. À, còn đây là người chủ đã đến từ Nội luôn nha. 2, 3. Ura! Biết là nghe cái đặc sản nhất, cái hay nhất của bia hơi mình là gì nhỉ? Bia hơi Hà Nội này là anh em chủ tớ làm cũng rất là chăn trở để mà khi đưa được cái bia Hà Nội vào tới Nha Trang, đi được hơn 1.000 cây số để vào tới thành phố Nha Trang phục vụ mọi người. Bia của nhà mình được nhập và trực tiếp tại nhà máy 183 Hoàng Hóa Thám, và nhà anh em tớ là vận chuyển vào đây và bảo quản theo đúng quy trình của nhà máy, mà nhà tớ đầu tư cả hệ thống kho ủ bia. Tụi mình đi xem cái ủ bia được không? Đây, giới thiệu các bạn, đây là kho ủ bia. Đấy nha, đây là cái kho ủ bia này này. Đây, toàn bộ trong này là kho ủ bia. Tớ thì hiện tại giờ là bia chỉ còn có 5 bom bia thôi. 5 bom bia, và ngày mai lại tiếp tục một cái đợt hàng mới về. Đấy, và đây bia keng và các cái sản phẩm nem bùi này, nem chua này, nem chua, tất cả đều được bảo quản ở nhiệt độ là đúng từ 2 cho đến 4 độ C. Đây là kho lạnh của nhà anh. Lấy bia khỏi kho lạnh này thì bia sẽ được đưa vào đây. Đây nha các bạn, bia này, bia sẽ được vào đây, mỗi lần bia lạnh nó sẽ được bỏ vào cái này để rót bia. Đây là được khoảng ở trong này sẽ có 4 cái bom bia. Đấy, 4 bom bia này. Đây sẽ có 4 bom bia nha các bạn. Rất lạnh nha. Đấy, 4 bom bia, và hiện tại là cái bia, một cái bom này mình vừa mới tháo ra này. Đấy, cốc bia Hà Nội nha. Ai đi Hà Nội rồi thì sẽ biết đây là những cái ly bia đậm phong cách Hà Nội. Mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn biết một cái đặc sản nhà hàng nữa. Đó chính là nem bùi. Nem bùi là từ lợn, thịt lợn, và ăn rất là bùi bùi, rất thơm. Đặc sản của tỉnh Bắc Ninh đưa trực tiếp từ miền Bắc vào, thịt heo nướng nha, với phong cách Ura là tên của nhà hàng này. Đây các bạn nha. Thịt heo vừa ăn, thơm, ngọt. Cái này mà uống với bia thì rất là ngon nha. Đây. Cái dế nướng tạng nhìn. Dế đây là món dế nướng tạng. Có thể là cắt ra ăn trực tiếp trên bàn. Những dế nướng tạng này là một, còn có một cái đặc sản nữa là dế tung xèo. Một tuần thì sẽ có 2 bữa thôi, cho nên là bạn nào muốn ăn dế tung xèo thì phải liên hệ trước với nhà hàng để đặt nhá. Đây là món bò nướng Ura. Và đặc biệt ở nhà hàng Ura này á, có một cái món gọi là đặc sản bia cắt tiết. Các bạn chưa bao giờ nghe đến bia cắt tiết đúng không? Mình bảo đảm là chưa bao giờ nghe. Bia cắt tiết là sao? Bia cắt tiết là lúc mà cái thùng bia đầu tiên, lúc mà khui ra đầu tiên á, nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp bọt rất là dày. Lớp bọt đó chính là tinh hoa của cái thùng bia đó. Đó, và cái lớp hoa bia nó sẽ nổi lên, và lúc mà khui cái thùng đầu tiên ra thì nó sẽ tràn cái lớp bọt ra ngoài đầu tiên, và chỉ khoảng một nửa ca là gọi là bia cắt tiết, thì toàn bộ lớp bọt đó. Giờ các bạn hãy theo dõi mình để mình cho các bạn xem thế nào bia cắt tiết nha. Xin giới thiệu mọi người nhé, rất là may mắn hôm nay là chúng tôi là lại được có bia cắt tiết rồi. Đây là ông chủ nhà hàng sẽ giới thiệu cho mình là tới nhá. Đây tôi kêu nhà tôi từ anh rồi. Đây đấy, vừa mới mở cái bia ra, cái xịt là bia. Đây là rất may nè. Thấy không? Rồi, đó, một bom bia mình sẽ chiết được bao nhiêu tiết bia thôi. Đấy. Bây giờ là xin mời mọi người ra thưởng thức. Đây chính là bia cắt tiết. Đây bia cắt tiết. Các bạn thấy không? Toàn bộ là bọt nhá. Đây là bọt bia đầu tiên. Bọt bia này sẽ gọi là cái tinh của hoa bia. Anh Tùng có thể giới thiệu thêm về bia cắt tiết được không?
giới thiệu mọi người này, đây là một cái bom bia, đây là một cái bom bia mà 50 lít ấy, thì về bản chất là cái nó sẽ có một cái khoảng hở ở trên không khí, ở trên bom bia này thì tất cả những cái men hoa hấp lên là cái thành phần chính men hoa bia để mà làm nên cái bia Hà Nội ấy. Trong quá trình ủ nó sẽ nổi váng lên trên. Khi bắt đầu khui một cái bom bia mới ra là những cái phần men, những cái phần tinh túy nhất của cái bom bia nó sẽ ra được cho chúng ta là được khoảng một cái ca bia như này. Và các bạn anh thấy không? Vừa nãy anh em mình nhìn nó toàn 100% là bọt, nhưng để một lúc là bắt đầu lắng lên thành nước này. Và để một lúc nó lại lên nước nữa. Bây giờ mời mọi người là mời anh ra thưởng thức bia cá tiết. Ok. Đây. Rất là may mắn hôm nay là mình sẽ được thưởng thức bia cá tiết nha. Các bạn thấy không, là này là toàn là bọt trắng, bây giờ thì nó đã đồng thành bia. Rất là đặc biệt. Đây, xin mời mọi người nhé. Toàn bộ 100% là bọt này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Và bây giờ xin mời anh Giang cùng Đức thưởng thức. Đây, chúng ta cùng thưởng thức bia cá tiết nha. Hãy cảm nhận. Quá ngon, quá ngon. Quá sướng. Nếu mà cảm nhận kỹ thì có cái vị béo, bị thơm rất là thanh. Nói chung là cái cảm nhận của mình là bia rất là thơm. Cái bọt nó có vị béo béo thanh thanh. Và có một cái mùi nồng nó bốc lên mũi. Nó và uống xuống thì rất là ngọt. À, các bạn nếu mà muốn thưởng thức bia cá tiết thì phải đến sớm và cũng phải đến đúng lúc đúng nơi, đúng dịp thì mới thưởng thức được loại bia này nhá. Oh. Ngân Dũng ở chủ nhà hàng ấy, là người Bắc cho nên là rất là thích những cái món Bắc, cho nên là mang cái phong cách của Bắc vào Nha Trang. Và đây là một cái gói lạc theo phong cách. Đây giới thiệu mọi người nhé, đây là trông nó rất đơn giản này thôi, nhưng mà nó là tâm huyết của anh em tớ. Anh em tớ đưa vào cái món ở của ngoài Bắc gọi là lạc, trong này là đậu phộng. Đây là cái món mà bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người. Trông rất đơn giản thôi nhưng nhỏ này có võ, chỉ đến nhà hàng Ura Việt Nam mới có. Đây Bắc, đây là gọi là lạc cát ngoài Bắc. Đặc điểm của nó là lạc khi đã sấy lên rồi rất căng, đầy căng và gò đỏ, hoàn toàn là không có tẩm ướp sấy cả mọi người. Ăn vào có cái vị mùi béo. Mà mọi người đến nhà hàng thì rất nhiều người không biết. Tuy nhiên là khi mà đã nghe về cái câu chuyện của lạc này thì mọi người là rất nhiều, gần như 100% khách đến nhà hàng mình là đều thích để ăn sử dụng cái này. Cái này cũng đi Hà Nội thì nhất rồi. Tiết nha. Ôi giời ơi, bọt sóng sánh. Cái này mà anh Ngọc ngoài không muốn là hơi phí. Anh thì anh không ăn được đâu. Đâu ba vất vả. Anh về hưu rồi. Đây, anh biết đây. Anh thay vì lộn thì nó mới sống lên cho mấy người.